quay đẹp quá. Alo mẹ, từ sau con về mẹ có cần mua gì không ạ? Thôi thôi, không cần phải mua gì đâu. Vậy luôn. Bà mẹ nào không nói mẹ vậy chứ. Mang tiền về cho mẹ. Má con cá này mà mẹ ra chân tương thì phải liền. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ. Má quay đẹp quá. Thiệt sự. Mang tiền về cho mẹ. Đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Nếu không có mẹ, con cũng chỉ là đồ bỏ mà thôi. Đồ bỏ sẽ mà không thôi. Có nề có nếp. Dù đặt mình lên cái chỗ đồ xôi. Má nếp. Nếp chỗ đồ xôi. Cái máy tính mà con thu âm mấy bài đầu, mẹ đổ bằng nhiều người đổ mồ hôi. Giờ con đã đi làm và con kiếm tiền về, mẹ chỉ cần ngồi đó mà sơi. Ôi những ngày sáng mét, gió liêu siêu dáng mẹ gầy xo. Có khi mẹ ngất giữa đường vì cả ngày chẳng có gì no. Mẹ không dám ăn, không dám mặc, không dám tiêu cũng chỉ vì lo. Giờ con đeo túi to te đi mua cho mẹ cái túi đi. Thì nói đầu tiên là do ai dạy, mấy chữ đầu tiên là tay ai cầm, sai lầm đầu tiên là nhờ ai sửa, vất vả đời đời là được ai nâng. Bài hát hay nhất trần đời là lời mẹ ru giữa trưa nắng hè. Những ngày dài nhất trần đời là mẹ đi chợ xa chưa thấy về. Thức ăn ngon nhất trần đời là cơm bếp củi mẹ nấu son gan. Bước ra đời là hôm nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Bước ra đời là hôm nay bà nọ trở về nhà là một đứa con ngoan. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Mặc dù đời có lúc chẳng được như mong đợi, rời xa mái nhà đừng hòng còn ai nuông chiều. Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình, để đấy mà cười là mẹ cho ăn đó. Qua câu này, má tôi đéo hiểu là từ lúc nào cái quả nhạc rap của anh em mình má bị tất cả mọi người soi mói với xuyên tạc với làm tất cả mọi thứ. Sở dĩ đến câu này là mẹ tôi nhớ ra ngay là đợt đó tôi có thấy anh em share một cái bài là kiểu có người vinh với câu này mà ngay vào cái vụ drama của cháu bé ở bên chung cư bên Bình Thạnh á, cháu bé bị bạo hành á, thì nó là bài này kiểu cổ suý cái việc mà dạy con bằng đòn bằng roi này kia các loại. Cũng mà cũng theo tôi thấy là cũng nương nương theo cái drama đấy mà nó dẫn đến có cái bài post ấy mà ngay lúc bài nhạc này ra nữa. Tôi thấy như thế này. Đầu tiên á, chúng ta xét về kiểu ngữ cảnh của bài này là một đứa con lớn rồi. Trời ơi. Và các ông các bà các bố các mẹ ở nhà má nói thế thôi chứ má bây giờ lớn bằng con voi rồi. Và bây giờ mà mẹ còn đánh được là tốt. Với lại mẹ không có gì đâu, nhưng mà với tôi á, là một người Việt Nam á, là một người Việt Nam á, chắc chắn ở đây các ông chắc chắn đã ít nhất một lần các ông bị bố mẹ đánh rồi. Và thiệt sự á, là trong những cái lần mà bố mẹ đấy, cũng có những lần mình hư thật cơ. Thật sự là có những lần mình hư thật cơ. Đôi khi bố mẹ ở xã hội Việt Nam này á, tôi thấy là mặc dù cái chuyện mà đánh con cái là cái chuyện mà về sau này sau khi mà xã hội nó tân tiến rồi thì tôi nghĩ người ta cũng sẽ gần dần người ta bớt lại cái chuyện đó. Nhưng mà đối với những cái người sinh ở kiểu cái tầm năm 96, 97, 9 mấy á, 2000 đổ về trước nha anh em mình á, thì cái chuyện mà bố mẹ đánh đòn á, nó là một cái gì đó, nó là một cái hương vị của tuổi thơ rồi. Tôi không biết có nghĩa như thế nào, nhưng mà tôi thấy á, đôi khi á, tại vì tôi từng là một giáo viên đi dạy bọn con nít rồi. Đôi khi á, có một cái tính răn đe nào đó trong giáo dục của người Á Đông mình á, thì nó vẫn là một cái phương pháp mà nó tương đối cổ điển và nó tương đối hiệu quả. Thiệt sự là như vậy. Tôi thấy bây giờ ngày xưa tôi đi dạy á, chia sẻ với các ông tí, ngày xưa tôi đi dạy á, và là cũng là cái thời cũng gần đây rồi, cũng 2015, 2016 rồi. Đi dạy nhiều khi chúng nó lì, vãi đái ra, nhưng mà vì chúng nó biết là bây giờ mà các thầy cô là không có đánh nữa, nên là chúng nó ngày ngày càng có xu hướng lì hơn vì chúng nó biết mình không làm gì được chúng nó rồi. Mà thì những lúc đó thì giáo viên chủ nhiệm thì cách duy nhất là mời phụ huynh. Mà nhiều khi có một vài em học sinh phụ huynh là đi làm kiểu công nhân hay gì kia, bận tối mặt tới mình cũng chẳng có thời gian để mà dạy con nữa. Mình kêu phụ huynh lên, phụ huynh cũng chỉ biết rồi thôi tôi xin lỗi thầy cho tôi dẫn cháu về, xong rồi sau chuyện đó nó vẫn xảy ra. Cho nên là tôi thì tôi không có ý kiến gì về cái chuyện là có nên hay không, vì tôi là không có đủ giỏi và không có đủ chuyên môn, cũng như là tôi nghĩ là
tôi cũng không có đủ tiếng nói để mà có thể nói lên cái việc là má đánh nó là một cái gì đó đúng hay là sai hay là gì hay là kia vậy đó. Tôi thì không nghĩ về cái chuyện đó, nhưng mà tôi nghĩ là đối với những cái người như anh em mình, những người mà cũng hai mấy tuổi như anh em mình, thì những cái trận đòn sau khi mà mình phạm lỗi nhỏ nhỏ là một cái cước tuổi thơ gì đó là rất là đáng nhớ. Mang tiền về cho mẹ, mẹ ơi, mang tiền về cho mẹ. Má cái câu này cũng bị so nhiều rồi, nhưng mà thôi câu này tí nữa đi rồi tôi nói. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Con đã kiếm được tiền từ hình ảnh, kiếm được tiền từ âm thanh, tất cả đều do cha sinh mẹ đẻ, dù không phải thế việc hay châm anh. Người hâm mộ đợi con từ đồng khởi, xếp hàng dài đến hết đường ký con. Xin chào ký con rất quý họ và cũng hy vọng là họ được quý con. Tiền của con không có cần phải rửa, nó cũng chỉ ám mùi mồ hôi. Mẹ yên tâm, con là công dân tốt, đóng thuế đều và chỉ có đủ mà thôi. Nhà con phiêu ở nhiều phương diện, tiền con kiếm là tiền lương thiện, đem sức lực ra làm phương tiện, sống phải đẹp như là hoa hậu, dù không cần thiết được tặng vương miện. Con cha giống mẹ nên là con hiền khô. Lá vào đời không làm mẹ thêm phiền lo, bỏ qua giờ biểu không cho cơm. Ba bỏ flow thầy thượng nè. Ta mang về cho mẹ toàn tiền thơm tiền tho. Mẹ là mẹ của con, con là của mọi người, lên sân khấu làm mọi người vui, về nhà làm cho mẹ cười. Vì thời gian nó thật là tàn khốc nên con thấy mình càng ngày càng non gan. Bao nhiêu tiền mua lại được một ngày mà con còn ngồi vừa lọt cái son gan. Muốn được nghe tiếng mẹ mắng mỗi ngày để con thấy mình còn chưa được khôn ngoan. Con trai mẹ chỉ là người phục vụ, nhưng muốn đời đối xử với mẹ như một bà hoàng. Mà đỉnh, con trai mẹ chỉ là người phục vụ thôi, nhưng mà lúc nào muốn đời đối xử với mẹ như bà hoàng. Như một bà hoàng. Những đứa trẻ rồi sẽ đi xa nhà, sẽ có rất nhiều hành trình qua trong đời. Mặc dù đời quá đông chẳng được như mong đợi, rồi xa mãi nhà đường không còn nơi nuông chiều. Những đứa trẻ sẽ phải đi xa nhà, sẽ nếm rất nhiều mặn ngọt cay chua đắng. Mẹ chỉ muốn chúng mày phải tự lo cho mình, để đây mà gầy là mẹ chưa ăn đòn. Hãy để chúng mày liệu mà ăn cho nhiều, đừng ăn chơi và chọn bạn mà chơi cho đúng. Dễ thương ha, mấy cảnh này gì gọi yên ngay cho mẹ, chạy xe ra đường đừng rô ga bốc đầu. Nghe chưa, chạy xe ra đường đừng rô ga bốc đầu nha các ông. Khổ cha khổ mẹ khổ gia đình, nghe chưa. Ra bên ngoài học điều hay mang về, đừng mang mất dậy mày về đây tao đây. Tiền đã khó kiếm rồi tự... Mà có cái giọng nữ bè mang tiền về cho mẹ các ông. Câu muốn nghe được không? Tiền đã khó kiếm rồi, tập xài cho tiết kiệm. Cái này hình như là cái văn mẫu của bất cứ người mẹ nào á. Mẹ tôi cũng hay nói thế. Mẹ yên tâm, con không hút thuốc lá mẹ. Con hút thuốc lào. Vãi luôn, lên đây gà, lên đây gà. Đoạn này anh Thành Bơ của bọn tôi thích lắm, khen hoài à. Hay quá. Đây là cái kiểu màu mà cái kiểu beat mà trong cái mixtape không buồn không vui có đen à. Có mixtape tôi có link full luôn, nhưng mà bây giờ để có trên mạng hết rồi. Như ý là ngày xưa tôi rồi có một thằng bạn mua nó share cho. Rồi biết. Không biết thời gian là lùn và tàn khốc, nó ám người ta từ da tới làn tóc. Và không có ngoại lệ cũng không có miễn trừ, là người quan sát không bao giờ có điểm mù. Mẹ bán lên cho trời, bán mặt cho đất, mẹ dạy đôi chân đừng dao động như con lắc. Và để có nhiều tiền con sản xuất son môi, màu cho các mẹ con đặt tên là son sắt. Dù không phải doanh nhân con vẫn có kế toán, để tiền của con không có đứa nào thó mất. Vì tay mẹ đã có quá nhiều vết chai, nên con đưa tiền để mẹ cầm cho nó chắc. Má ơi, cái hình ảnh này hay vậy liền. Tay mẹ có nhiều vết chai rồi, tức là con biết là phụ nữ lam lũ người ta sẽ có chai khúc này. Mà chai khúc này thường cầm rất là chắc, tại vì khúc da ở đây nó sần nó chai lên rồi. Chồng tiền nó chắc hay. Đưa mẹ giữ tiền rồi tiền nó không bao giờ đi đâu được luôn á. Chim thì có tổ là con người thì chắc chắn phải có tổ. Muốn bay vào trên cao rộng con nào không còn có lông. Mang tiền về cho mẹ hiền để mà may thêm đôi cánh. Mang buồn về cho mẹ phiền sẽ gặp ngày thì lừa đánh. Nhạc rap đến từ Đông Nam Á. Mang lời mẹ và tự hào nhạc rap từ Đông Nam Á. Cho bảy lúc địa nghe vâng lời mẹ không gian trá. Xuất khẩu âm nhạc mang tiền về. Hay quá, ngầu. Đưa tiền cho mẹ là tiền vệ. Đưa tiền cho mẹ là tiền vệ. Vệ là người bảo vệ chứ không phải là midfielder đâu.
đừng làm điều xấu sẽ thành tiền tiền lệ, lệ là nước mắt đúng không? Mà đúng là khi mà làm điều xấu thì đúng là sẽ tạo tiền lệ, làm lần là có lần hai á. Lao động hăng say hơn cả tiền đề. Lao động hăng say hơn cả tiền đề. Cái này thì tôi chưa hiểu lắm, tiền đề từ từ để mình lắc não một cái. Cái này não hơi chậm. Lao động hăng say hơn cả tiền đề. À, đề đó là đề đóm luôn á. Cầm về tiền tốt, đừng có cầm về tiền tệ. Cầm về tiền tốt, đừng cầm về tiền tệ, ok, tiền cầm về tiền tệ. Yeah, đưa tiền cho mẹ, mẹ là tiền về. Đừng làm điều xấu, sẽ thành tiền lệ. Lao động hăng say, hơn cả tiền đề. Cầm về... Ừ, đúng, má nói mới để ý. Mấy người bàn đề, má bàn sâu vậy luôn, bàn hăng say luôn. Ngày đó mà thấy đánh, mà không biết có giàu không. Mấy ngày nào không ra bàn, ngày nào thấy ra cà phê bàn. Qua mơ gì, bữa mơ gì, ra đường nấy gì. Tiền tốt đừng có cầm về tiền tệ. Cũng may đã từng lên đênh, để con biết yếu thì đừng ra gió. Cũng may là fan của đen, họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy đường trong bao la muôn trùng xa đó. Và cũng may là ba mẹ nghèo, để cho con biết tiền làm ra khó. Má quả câu này má đinh phải luôn. Cũng may là ba mẹ nghèo để cho con biết tiền làm đã khó. Con nhớ câu này nha. Tí nữa mẹ tôi sẽ mẹ có một má tí nữa chung cho ta sẽ nói về tất cả những cái tranh cãi tôi nghĩ về má cái quả câu slogan này đem tiền về cho mẹ. Và tôi đéo hiểu tại sao bị xe mói như thế. Mẹ con chờ nghe bài này. Để con biết yêu đừng ra gió. Cũng may là fan của em họ chưa bao giờ từng la ó. Cũng may là tìm thấy được trong bao la muôn trùng xa đó. Cũng may là ba mẹ cho con biết tiền làm ra khó. Mang tiền về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, mang tiền về. Không, người ta thì hay trách bố mẹ là má sao nhà mình nghèo quá. Thiệt sự con biết sau này lớn lên á, nhà nghèo đi ra đường nào không tự ti hết trơn á. Tự ti nhiều cái lắm kìa. Nhưng mà má đen thì lại cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ nghèo cũng biết tiền làm ra khó. Về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ. Mang tiền về cho mẹ, về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ, về cho mẹ, mang tiền về cho mẹ. Ba cần thì xin mẹ, ba cần thì xin mẹ, khó chịu thiệt. Ok, chúng ta sẽ nói một chút về quả nhạc này. Đầu tiên là một cái phần mà tôi thấy là mấy nay tranh cãi khá nhiều về vấn đề thông điệp mang tiền về cho mẹ. Tôi đéo hiểu tại sao có cái quả mẹ có người bảo là má mang tiền về cho mẹ không phải là một cái phép đầu tư thông minh rồi mà áp ngôn ngữ của đầu tư tài chính rồi này kia, tiền sẽ không đẻ ra tiền bla 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 vân vân vân, cái kiểu má tôi thấy đau đầu quá. Nhạc của anh đen tôi thấy vốn dĩ đã không dành cho mấy cái pha mà kiểu đau đầu lắc não như thế rồi. Anh đen thì chúng ta biết đến với sự bình dị, là một nghệ sĩ bình dị, là một người đã từng làm việc nhặt rác ở ngoài Hạ Long, đúng không? Đi lên từ rất là nhiều nghèo khó, và sự anh đen chơi rap rất là lâu rồi và đang trải qua rất là nhiều lúc khó khăn rồi. Cho nên là chúng ta phải nhìn lăng kính của cái người, một cái người xuất thân từ một cái gia đình nghèo, một cái người xuất thân từ cái gia đình nghèo. Và bây giờ nếu mà công hỏi tôi là bây giờ nếu mà nhờ nhà anh đen đã thực sự gọi là một bước lên tiên chưa thì tôi nghĩ là chưa. Vì thực ra thì anh đen cũng mới bắt đầu làm nhạc và kiếm được nhiều tiền khoảng một vài năm gần đây thôi chứ mấy, chúng ta nhìn có một vài năm gần đây à. Nói chung là đối với một cái tư tưởng của một cái người phụ nữ ở nông thôn, mà đặc biệt là nông thôn miền Bắc á, cái tính tiết kiệm của họ rất là nhiều. Cái đó là chưa kể tới cái vấn đề là thực ra là chữ tiền ở đây á, thì nếu mà công nhắc chỉ riêng công cắt mỗi câu đầu thôi á thì công sẽ thấy mang tiền về cho mẹ, nhưng mà cái ý chính của cái câu này á, cái ý chính tiền nó chỉ là một cái gì đó, nói chung là mang ra để làm một cái hình ảnh để đối chiếu với cái đừng mang ưu phiền về cho mẹ thôi. Cái chính của nó là để làm bật cái câu đó lên. Tiền ở đây thì mẹ nó là một cái gì đấy, khi mà chúng ta mang tiền về á, thực ra là cái việc mà bố mẹ không vui khi mà chúng ta mang tiền về chỉ vì cái con số nó lớn đâu. Bố mẹ chúng ta vui vì chúng ta mang được nhiều tiền về cho bố mẹ, chứng tỏ là chúng ta làm ăn ổn, ta công việc ổn, ta sống ổn. Như mẹ tôi nói thật với các ông, với như dịch năm dịch mẹ bị Covid này mẹ ai cũng méo sạch hết. Tất cả mẹ những mẹ tầng lớp ai cũng méo sạch hết, thằng nào thằng nấy mẹ móm xòm hết trơn. Đúng không? Thử năm nay ông nào mà mang về cho mẹ được 30-40 triệu, bố mẹ cũng yên tâm. Ít ra mẹ quả mùa dịch này mẹ thằng con ở trên Sài Gòn mẹ làm ăn cũng vẫn được. Cũng đéo mẹ ngáp ngắn ngáp dài như là mẹ 40-50% cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam mẹ thời gian vừa qua. Đúng không? Nhiều khi tiền á, nói thẳng thắn với nhau luôn nha, tiền á ở trong xã hội này nó là thước đo. Cái đó quá nhiều người nói rồi, nhưng mà tuy nhiên đôi khi á tiền này nó cũng thể hiện sự quan tâm. Trời ơi,
nguyên một năm có ông đi xa nhà, có ông bôn ba, có ông xa nhà. Tôi thì mà chưa có trải qua cái feel, bây giờ tôi là người Sài Gòn, chứ bây giờ trải qua cái cảm giác bôn ba như các ông. Bây giờ tôi chỉ có lâu lâu ở ngày xưa tôi thuê cái nhà ở quận 12 giáp Hóc Môn thì tôi về nhà tôi ở quận 2, là lâu lâu một tuần tôi về một lần. Bố mẹ mình thì có biết mình làm cái gì ở ngoài xã hội đâu. Bố mẹ mình thì bây giờ cũng một phần là cũng không có thể nào mà catch up được tất cả những gì mà chúng ta làm ngoài xã hội đâu. Bố mẹ chúng ta chỉ biết nhìn về thấy mình khỏe, thấy công việc mình ổn định là bố mẹ vui rồi. Mà má, một trong những cái biểu hiện của việc đó là Tết coi như con làm con dư ra một chút con biếu mẹ. Thì với một cái lăng kính của một cái người sao xứ mà và một cái người nghèo á, thì tự nhiên mấy câu đó không thấy hợp lý, chứ đừng có phân tích theo cái má cái lăng kính của một cái nhà đầu tư tài chính hay là cái liền gì đấy. Tôi thấy cái đấy nó bị buồn cười á. Tôi thấy cái đấy nó bị buồn cười. Và fan của anh Đen từ đó giờ, những người mà anh Đen hay gọi là đồng âm đúng không, các ông để ý là tập cái tập fan ấy nó vẫn luôn luôn là một cái tập fan nó văn minh, là anh Đen chọn cho mình một cái lối đi riêng rồi. Họ yêu quý anh Đen vì cái sự mộc mạc của anh đúng không, vì cái sự mẹ đơn giản của anh, vì cái sự mẹ làm nhạc đơn giản thôi, làm nhạc mỗi một bài nhạc của anh Đen mẹ tôi thấy nó cũng không có gì quá là sâu xa đúng không, nó chỉ đơn giản, nó mộc mạc, chính nó làm nên chất của người ta. Với lại tôi thấy quả thông điệp mẹ mang tiền về cho mẹ nó của một cái người rapper mẹ như anh Đen Vâu đúng không, ra vào dịp Tết để nhắc nhở mọi người là mẹ thông điệp về gia đình. Mà tại sao mẹ con không chú ý tới toàn bộ những cái concept của bài này, từ đầu đến cuối đều là những cái nói về những cái tảo tần của mẹ, và đặc biệt là nhắc nhở những người con là đừng có bao giờ mẹ quên đi gia đình của mình, đặc biệt là quên đi người mẹ của mình đúng không. Đừng bao giờ quên chuyện đó, bất kể mẹ bạn có là ông này bà nọ ở ngoài thì về nhà bạn vẫn là con của mẹ bạn thôi đúng không. Thì tôi thấy cái đấy mới chính là mẹ cái thông điệp chính mà cái mang tiền về cho mẹ. Bản thân tôi là một người thấy rất là vui vì cái quả thông điệp đó, vì thực sự tôi cũng chưa phải là người mang được quá nhiều tiền về cho mẹ. Thực sự là với ông là như thế, tôi không phải là một cái người mang được quá nhiều tiền về cho mẹ, nhưng mà chí ít á là trong cái mùa dịch này, các ông tưởng tượng đi, trong cái mùa dịch này khi mà tất cả mọi người mất việc, các ông mang được cho mẹ về một vài chục triệu, các ông tích góp được cả năm qua trên Sài Gòn, bố mẹ vui không? Tôi chắc chắn các ông bố mẹ vui. Vui không phải là vì mẹ có tiền rồi đó, vui vì mà ít ra ông ta sống ổn. Kiểu như vậy. Ok. Mẹ em ở miền Tây quanh năm không dám mua một bộ đồ mới, nhưng khi cái laptop em bị hư cần tiền mua cái là mẹ gửi tiền lên liền. Cái này tôi xác nhận, tại vì tôi có thằng em người miền Tây luôn. Nhà nó bình thường lắm, nhưng mà khi mà nó cần mua máy để phục vụ công việc học dựng video, bố mẹ cho ngay. Thiệt, bố mẹ ở dưới nông thôn người ta không biết mình làm gì đâu, người ta chỉ con cần cái gì trong khả năng thì bố mẹ đáp ứng, chỉ biết thế thôi. Nên là nhiều khi thì mẹ kiểu people make it complicated á, mình cứ enjoy cái moment này thôi không đúng không. Còn tại sao lại cứ nhấn mạnh vô cái thông điệp tiền trong cái mang tiền về cho mẹ nhỉ? Kiểu tôi thấy chính những người đó mới là những người vật chất hóa kiểu vậy đúng không. Tôi nghe bài này kiểu tôi thấy chia với lồn kiểu má một đứa con ngoan, mẹ mày xa xứ thì mẹ mày nhắc nhở tất cả những người con xa xứ thì mẹ mang tiền về cho mẹ. Thế thôi, đơn giản vậy thôi. Mấy cái đéo hiểu sao mẹ cứ phải đi phân tích cho cả vấn đề nó dài dòng ra đúng không, khó chịu thiệt. Trời đất ơi, các ông thử xem, các ông thử Tết này ông nào mà đi làm ở mẹ bị xa quê về, mẹ có ông mang tiền về cho mẹ, thấy mẹ vui lắm. Mẹ vui là không phải vì tôi nói thật, có ông mang 10 triệu về cho mẹ vẫn vui. Vui là ít ra có ông còn tích lũy được, có ông còn tích góp đường khúc, có ông còn mới mang về được cho mẹ. Chứ mẹ Tết mà mẹ về bà mẹ bảo thôi nha, con vừa mới xem một quả bài kia mà trên báo mà người ta bảo là không nên mang tiền về cho mẹ. Mẹ đi tiền đẻ ra tiền, mẹ tin con. Tiền nó sẽ đẻ ra tiền. Tiền của con rồi sẽ đẻ ra tiền, rồi tiền của con rồi sẽ đẻ ra tiền, rồi nó lại sẽ đẻ ra tiền, nó sẽ đẻ ra tiền, rồi sẽ đẻ ra tiền. Đấy, con phải dành tiền nó, con đầu tư để nhanh làm giàu, trở thành một trong những người giàu nhất Việt Nam. Mẹ cho nhau 2 triệu đô la trong năm 2022 sắp tới. Mẹ có muốn tham gia không? Mẹ tham gia đi. Mẹ tham gia vô cái này của con đi. Bao nhiêu tiền đừng có để trong két sắt làm gì? Két sắt tiền nó không đẻ ra tiền. Mẹ nghe nó cứ bị mẹ đa cấp thế lồn nào á. Đúng không?